Buồn ngủ quá đi. Buồn ngủ quá đi. Hey, đừng có bắt chước ba. Này, đừng bắt chước ba. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi. Bắt chước con gà trống. Bắt chước con gà trống. Ó ó ó ó ó. Ó ó ó ó ó. Bắt chước con khỉ đột. Bắt chước con khỉ đột. Kêu hu hu ha ha hu. Hu hu ha ha hu. Hey, mèo nhỏ bắt chước kìa. Mèo mèo. Con không thể làm theo cái này. Vâng vâng, con có thể. Cái này. Cái này. Còn cái này thì sao? Một trò chơi bắt chước loài mèo. Mèo mèo mèo. Cùng bắt chước. Bắt chước nhau. Một trò chơi bắt chước loài mèo. Mèo mèo mèo. Mèo nhỏ đang bắt chước. Làm xong ba ngày. Quạc, quạc, quạc. Con là vịt con bắt trước. Quạc, quạc, ta là vịt bố mũ vịt. Ôi mèo, thế là đủ rồi. Ta bỏ chạy rồi. Vậy chúng ta tìm mẹ đi. Hey, mèo nhỏ bắt trước kìa. Mèo. Bắt trước mình ở trong gương này. Gương ấy, người nào xinh nhờ. À đây vậy. Như thế này. Chước loài mèo, mèo mèo mèo. Cùng bắt chước nhau. Một trò chơi bắt chước loài mèo, mèo mèo mèo. Mèo nhỏ đang bắt chước làm xong ba ngày. Mẹ thắng rồi. Đến giờ ăn trưa rồi. Con cần ăn nhiều rau hơn. Này, con mèo nhỏ bắt chước. Mèo. Không, được bắt chước việc xấu đâu. Không, được bắt chước. Cái này. Cái này. Và cái này. Này, các con đang bắt chước anh đó. Bà có một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta hãy chơi trò chơi bắt chước. Chúng ta sẽ bắt chước mẹ. Vâng ạ, bắt chước mẹ. Ai thua sẽ phải đi rửa bát. Con gà đã bắt chước loài mèo, mèo mèo mèo. Cùng bắt chước, mình bắt chước nhau. Một trò chơi bắt chước loài mèo, mèo mèo mèo. Mèo nhỏ đang bắt chước làm xong ba mẹ. Ta hãy mau làm theo nha. Lau miệng sau khi ăn. Ta hãy mau làm theo nha. Không mấy mũi bơi lên bàn. Ta hãy mau làm theo nha. Và không ợ hơi tại bàn. Mèo mèo mèo. Ta ở hơi rồi mẹ ơi, ta đã thua. Mẹ nhỏ đang bắt chước làm giống như mẹ. Mẹ nhỏ đang bắt chước làm giống như mẹ. Mimi, Timi, giỏi lắm. Bà sẽ phải đi rửa bát. Mèo. Ai có thể bắt chước một chú cừu con? Con là chú cừu nhỏ, ba. Ai có thể bắt chước thỏ con? Con là một chú thỏ con. Hippity, hippity. Trò chơi bắt chước có vui không nào? Có. Nhưng con không nên bắt chước việc làm xấu. Ba lại ở hơi rồi. Ở hơi trước mặt người khác sẽ không lịch sự. Đừng bắt chước theo nhé các bé. Đúng vậy. Tối quá đi mất. Đừng sợ các con. Mẹ ơi, có con quái vật bóng đen đằng sau mẹ kìa. Đằng sau lưng con cũng có con quái vật bóng đen kìa. Xem này, quái vật bóng đen của chị to hơn của em nhá. Quái vật bóng đen của ba là con quái vật to lớn nhất. Vậy thì con sẽ là quái vật bóng đen thật là to. Đu a đu a hu hu. Nhìn quái thú ta đây. Đu a đu a hu. Nhìn quái thú ta đây. Chạy ngay đi quái thú. Khổng lồ đây, khổng lồ đây. Cực sợ. Và ta đến khiến ai cũng phải sợ ta. Quái thú khổng lồ, quái thú khổng lồ. Quái thú khổng lồ boom. Em là quái thú.
quái thú tí hơn. Còn chị là quái thú khổng lồ. Chạy ngay đi quái thú khổng lồ đây, khổng lồ đây, cực sợ. Và ta đến khiến ai cũng phải sợ ta. Quái thú khổng lồ, quái thú khổng lồ. Con quái thú đây. Mẹ là quái thú khổng lồ, các con là quái thú tí hơn. Chạy ngay đi quái thú khổng lồ đây, khổng lồ đây, cực sợ. Và ta đến khiến ai cũng phải sợ ta. Ho 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 ho, quái thú khổng lồ, quái thú khổng lồ. Ho 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 ho, quái thú khổng lồ boom. Ba là quái thú lớn nhất ở đây. Chạy ngay đi không sẽ bị bắt, nhanh nào, nhanh nào. Chạy thật nhanh không sẽ bị bắt, nhanh thật nhanh. Boom! Mèo. Các bạn đã học được cách so sánh kích cỡ các đồ vật chưa? Quả trứng nào là nhỏ nhất? Nhỏ, nhỏ hơn và nhỏ nhất. Còn khủng long nào là lớn nhất? Lớn, lớn hơn và lớn nhất. Ta mới là con khủng long lớn nhất. Vậy Timmy sẽ là chú khủng long lớn nhất rồi. Ở trong tim mình không muốn nói với ai, nhưng bí mật này khiến tôi thật buồn, vậy nên tôi muốn nói ra bạn à. Mình giữ một bí mật ở trong tim, điều đó đã khiến tôi rất khó chịu. Bí mật này rất xấu hổ bạn à, khi tôi nói ra mẹ sẽ rất tức giận. Hãy giữ bí mật này của chúng ta nhé. Còn đúng là một cô bé dũng cảm. Hãy là một cô bé dũng cảm và nói cho ba mẹ nghe về điều đó. Ba mẹ sẽ luôn đứng về phía con. Nếu con có điều bí mật khiến con không thoải mái, đừng ngại nói với mọi người về điều đó. Vâng ạ. Đó là cách con có thể tự bảo vệ bản thân và những người khác. Mèo. Bạn có biết thế nào là bí mật tốt và bí mật xấu không? Đừng nói với mẹ về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho mẹ. Vâng ạ. Bí mật tốt sẽ làm cho mọi người hạnh phúc, và về sau mọi người sẽ tìm hiểu về nó. Tuy nhiên, một bí mật xấu sẽ khiến mọi người buồn bã. Nếu ai đó làm bạn khó chịu và nói bạn phải giữ bí mật, bạn nên nói điều đó với người mà bạn tin tưởng ngay lập tức.
muốn mua bánh mì ở cửa hàng yêu thích của con. Ừ, được rồi, khi nào chúng ta đi mẹ sẽ nói cho con biết, không để đến muộn nhá. Vâng ạ. Ui. Cần phải đi đúng giờ, bạn đừng muộn nhé. Cần phải đi đúng giờ, bạn đừng muộn nhé. Ồ không, mẹ cho con chơi đi mà. Mẹ ơi, mẹ hãy đợi một chút nào. Mình cần đi ngay bé yêu, vì đã sớm muộn rồi. Nào con ơi, ta cần đi đúng giờ nha. Được thôi, khi nào đi bà sẽ nói cho con biết, đừng đến muộn được không? Vâng ạ. Không, bà cho con chơi đi mà. Đợi con chơi một chút nữa nào. Cần đi ngay bé ơi, vì đã sắp muộn rồi. Nào con ơi, ta cần đi đúng giờ nha. Đừng ham chơi, ta phải đi ngay không muộn. Tại sao lại không nghe lời ba vậy? Có xem buổi biểu diễn không? Không, tớ đã tới muộn nên tớ đã bỏ lỡ nó. Và tớ thực sự rất muốn xem. Đừng buồn mà, đây, tớ có cái này. Cảm ơn Mimi. Tớ sẽ không đến muộn lần nữa đâu. Mèo. Làm thế nào để chúng ta có thể đến đúng giờ? Ngủ và thức dậy đúng giờ. Theo dõi thời gian biểu của bạn. Và chỉ làm điều đó vào đúng thời gian phải làm. Vậy thì bạn sẽ luôn đúng giờ. Tạm biệt con. Tạm biệt mẹ. Xin chào quý khách, xin chào quý khách. Đau quá. Xin lỗi cháu nhé, cô không cố ý. Cháu có sao không? Vâng, cháu không sao. Nhân viên chúng tôi.
xuống thang bộ, đừng đi thang máy nhé các bạn. Giữ an toàn rồi nhanh chúng ta đi ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Cháu bé, cháu tìm ai vậy? Cháu không thấy mẹ cháu đâu cả. Đừng lo nhé, hãy bình tĩnh nào. Ở đây sẽ có người giúp cháu. Hãy nhớ đợi ở nơi an toàn. Đừng chạy đi đâu xa nhé, chớ có sợ. Cháu bé à, mẹ của cháu sẽ sớm quay lại. Mẹ đây rồi, còn có ổn không? Mẹ của cháu đây rồi. Cháu bé, cháu nên nắm tay của mẹ khi đang ở nơi đông người. Cháu nhớ rồi ạ, cảm ơn chú. Chúng ta nên làm gì nếu có động đất xảy ra ở nơi công cộng? 1. Phải bình tĩnh và biết tự bảo vệ bản thân. 2. Tìm các biển báo thoát hiểm an toàn. 3. Cẩn thận đi ra khỏi đó và đảm bảo phải làm theo hướng dẫn của nhân viên. Giờ bạn đã an toàn rồi, giỏi lắm! Chúng ta đến đây rồi. Mẹ ơi, con có thể chơi ở đằng kia được không? Được, nhưng con phải cẩn thận nhé. Vâng ạ. La 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 la. La 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 la. Bù hù, bù hù. Bé yêu à, con rất đau. Ôi, con yêu. Mẹ hãy mau xem chân này. Yêu. Nhìn tay con đau chân này. Nào em bé ngoan đừng lo nha. Mẹ và ba luôn bên cạnh chăm sóc mà. Mình lau vết thương rồi bôi kem sẽ không sao mà con yêu à. Chăm sóc vết thương của mình. Đừng chạm vào nó con yêu. Thay băng thường xuyên và giữ sạch sẽ. Bạn sẽ sớm khỏi thôi. Đừng khóc, ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Nhìn kìa, một chiếc máy bán kem tự động. Kem kìa mẹ ơi, con muốn ăn kem. Được rồi, cho đồng xu vào và con sẽ có kem. Bíp bíp bóp bóp, robot bán kem. Bíp bíp. Xin chào, bạn muốn ăn vị kem gì?
hãy chọn đồ ăn kèm mà bạn thích. Bíp bíp, tớ thích kẹo cao vong. Thật ngon, kem mát lạnh. Bíp bíp bóp bóp, robot ăn kèm. Bíp bíp bóp bóp bíp, mình cũng thích ăn kem. Thật ngon, kem mát lạnh. Bạn thích vị kem nào? Vị vani sô-cô-la. Xin hãy chọn đồ ăn kèm mà bạn thích. Bíp bíp bắp, tớ thích tất cả chúng. Thật ngon, kem mát lạnh. Bíp bíp bóp bóp, robot bán kèm. Wow, kem của con thật là to. Mẹ ơi, con rất thích chiếc máy bán kem tự động. Mẹ cũng vậy, nó thật là thú vị. Hả? Hả? Nhìn mặt của con kìa, thật nhiều màu sắc. Bạn thích hương vị nào? Mèo. Wow. Kèm rất là ngon, nhưng đừng nên ăn quá nhiều nhé. Chỉ ăn một que thôi. Và hãy súc miệng hoặc đánh răng sau khi ăn nhé. Yay. Con thật tuyệt vời. Màu lại đây nào con yêu, hãy cùng tô màu. Ta dùng bút màu cùng với tờ giấy này. Con à xem này, tô ở đây sẽ tuyệt hơn nhiều. Chúng ta tô màu thôi. Nhanh nào. Màu vàng đây nhé. Mình tô màu vàng. Xanh dương này. Mình tô màu xanh dương. Vàng cùng xanh dương thành màu xanh lá. Wow. Màu vàng đây nhé. Con rất thích. Xanh dương này. Con rất thích. Yay, yay, yay. Mình rất vui. Mình rất vui. Mẹ về rồi đây. Mẹ ơi. Đây là hoa. Ngọn núi và mặt trời ạ. Anh sẽ dọn dẹp ngay. Chúng con sẽ giúp ba. Khi mình tô màu xong, hãy nhớ rằng chúng ta cần gửi tôi cùng nhau. Ta cùng nhau lau sạch sẽ lau khắp ngôi nhà. Chúng ta không nên bày nhà đâu. Đi rửa tay thôi. Màu xanh lá, rửa sạch ngay. Với tim này, rửa sạch ngay. Rửa sạch hết màu vàng nhé. Màu lại đây nào con yêu, ta cùng tô màu. Hãy dùng chiếc hộp và bút màu con à. Khi mình tô màu hãy luôn nhớ cần tô ở đây. Chúng ta tô đỏ đây nhé. Ba sẽ tô màu đỏ. Đây màu vàng. Con sẽ tô màu vàng. Đã cùng với vàng thành màu cam. Wow. Đã
Con thấy rất vui. Các con nhớ chỉ được tô màu ở nơi mà ba mẹ đồng ý nhé. Ờ, đúng vậy. Hãy thử tô màu bằng những cách khác nhau. Các bạn có thể làm một bức tranh độc đáo với những chiếc lá màu sắc. Và bạn có thể tô màu bằng bàn chân và bàn tay nữa này. Bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì mà mình nghĩ ra. Bụng mình sao thế, rất khó chịu. Mình cần phải chơi tiếp, nhưng mình không thể. Nhìn đi, vệ sinh rồi. Ôi không, ướt hết quần rồi, ướt hết rồi. Con đang cảm thấy khó chịu này. Ôi con yêu. Ôi không, con phải làm sao đây? Con đừng lo, không sao đâu. Này con, khi bụng thấy khó chịu thì nên cần đi ngay, cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa con à. Nhớ cởi quần ra trước con nhé. Con ơi không nên vội, hãy luôn nghe lời. Đây toilet ta ngồi. Bịp 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 bịp. Giờ mình đã hết bồn đi vệ sinh rồi, còn xong rồi ạ. Giờ chúng ta rửa tay nhé. Này con, khi bụng thấy khó chịu thì nên phải đi ngay, cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa con à. Nhớ cởi quần ra trước con nhé. Con ơi không nên vội, hãy luôn nghe lời. Đây toilet ta ngồi. Pi 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 pi. Con xong rồi ạ. Hãy lau bằng giấy vệ sinh nhé. Sau đó phải rửa sạch tay. Chịu làm sao đây? Cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa nhé bạn. Tớ đã có thể tự đi vệ sinh rồi. Tớ đã lớn hơn nhiều. Yay yay yay. Mèo. Khi chúng ta buồn đi vệ sinh, hãy dừng việc mình đang làm lại và đi vệ sinh ngay. Không được nhịn đi vệ sinh. Nếu các bạn đang ở một nơi lạ lẫm, hãy nhờ ba mẹ dẫn mình đi vệ sinh. Mình xong rồi, giờ chơi tiếp nào.